vị khán thính giả đang trở lại với chương trình Tìm Người Thân được phát trực tiếp và số đường live phone cũng gọi trực tiếp thẳng vào đài. Chương trình hoàn toàn miễn phí nhằm giúp quý vị tìm được những người yêu thương nhất do hoàn cảnh đã mất liên lạc trong chiến tranh hoặc sau chiến tranh. Và trong ít phút quảng cáo thì anh Tuấn đã nhận được hai cú phone của một cô và một chú gọi vào trong đài và anh Tuấn xin loan báo ngay bây giờ. Thưa quý vị, đó là ID số 118, cô Lan có chồng tên là anh Năm. Vẫn tìm cô Lan có chồng tên là Trương Phúc Nam, có con đó là Châu Đĩa Dai ở phi trường Tân Sơn Nhất, trước đây bán jeep cho Mỹ, giờ ở New York, 40 năm rồi mất liên lạc và không gặp. Nếu như mà người này có nghe được tin trên đài Liên Soạn TV thì xin liên lạc với số phone là 714-414-2951. Số 119, chú Bành Dũng, ông tìm bạn đó là Lại Thành Đức. Trước đây có tiệm uống tóc tên là Thủy Tiên ở Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đã sang Mỹ 5 năm ở Houston và nay nếu như ông Lại Thành Đức có nghe được tin này thì xin liên lạc với lại ông Bành Dũng ở 323-776-7314. Và thưa quý vị, trên đường live vẫn mở ra những cái số phone, những cái đường live trực tiếp để quý vị có thể gọi vào đài ngay từ bây giờ, 714-893-3264 để đưa những cái thông tin. Và trước khi mà quý vị gọi vào đài thì anh Tuấn xin mời quý vị hãy chuẩn bị những tin nhắn trước để mà chúng ta có thể tiết kiệm được những cái thời gian dành cho những quý vị khán thính giả ở đường live sau, để tiết kiệm thời gian. Và ngay bây giờ anh Tuấn đã nhận được những cú phone tiếp theo. Dạ vâng ạ, chương trình Tìm Người Thân xin nghe ạ. Alo, xin cho Tìm Người Thân đi. Dạ, dạ vâng thưa cô, cho cô cho cháu biết quý danh của cô ạ. Cô tên là Tâm. Dạ, dì Tâm ạ. Cô gì? Lê Tâm. Dạ, cô Lê Tâm, dạ. Cô muốn tìm ai ạ? Cô muốn người thím á. Người thím là đi qua trước sau giải phóng này đi theo diện Mỹ á. Dạ. Mỹ nước á. Dạ vâng, thưa cô có thể nói người người đó thím, người thím tên là tên... Thím tên Loan. Thím tên Loan, cô còn thím nhớ Loan, họ tên không ạ? Có chồng là tên Đồng. Dạ. Thím Sáu Đồng. Chồng... Dạ vâng ạ, cô còn nhớ thím tên Loan là dì Loan không ạ? À? Nhớ tên Loan là lâu quá rồi đó, còn nhỏ không nhớ. Dạ. Thím Sáu Đồng. Dạ. Chồng thì thím chú Sáu Đồng thì ổng chết rồi. Dạ, chết rồi. Thưa cô còn nhớ ngày cuối cùng, năm cuối cùng mà cô gặp lại thím Loan không ạ? À? Thím có về Việt Nam là lúc đó năm không nhớ năm nào, nhưng mà về thăm tính bốc mộ của chú Sáu á, nhưng mà gia đình không cho. Dạ. Nhưng bây giờ cô qua đây được rồi, cô tính kiếm cô có bí danh là Kíp Nhỏ đó, ở Gò Vấp. Dạ, Kíp Nhỏ. Kíp Nhỏ. Dạ, Kíp Nhỏ hay là Kíp ạ? Kíp á, Kim Kíp á. Kim Kíp, dạ vâng. Kíp Nhỏ ở Gò Vấp á, nhà ở Gò Vấp á. Dạ, dạ vâng ạ, thưa cô cho biết số phone của cô ạ. 1562. 562, dạ. 562. 490 490, dạ. 0988. 0988. Dạ vâng ạ, cháu đã có số phone của cô Lê Tâm nha. Và cháu sẽ liên lạc với và nếu như mà thím tên Loan và chồng tên Sáu Đồng có nghe được những tin này thì sẽ liên lạc thẳng trực tiếp với cô. Có ba đứa con qua đây, hai gái, hai trai, một gái. Dạ, có ba đứa con. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, những thông tin này rất tốt. Vậy em cố gắng giờ thông tin giùm nha. Có gì cô có được tin cô sẽ điện thoại lại. Cảm ơn em nhiều. Dạ, very good ạ. Dạ vâng ạ. Dạ. Xin cảm ơn cô Loan. Alo, cô Tâm. Dạ, dạ, dạ vâng ạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Dạ vâng, ở trên đường Lan, Tuấn vẫn nhận được cú phone tiếp theo ạ. Chương trình Tìm Người Thân xin nghe. Tôi là Trình Thị Hè. Tìm người thân là con gái của tôi là Nguyễn Thị Kim Loan. Đi vượt biên năm 1989. Mà bây giờ cũng không thấy em nữa. Thì tôi đang ngồi coi tivi, nhìn được cái tivi Tìm Người Thân, tôi mừng quá, gọi lên cho chú này, chú Tuấn. Dạ vâng ạ, cô dạ vâng cô Hè, cô con gái cô Nguyễn Thị Kim Loan vượt biên năm 89 như vậy là vượt biên chung với ai ạ? À? Đi vượt biên chung bây giờ thì nhiều người lắm, hỏi nhiều, là mỗi dạ. Người mỗi nơi đi ba đi 39 người, trong dạ, lúc vâng. Đó mất hết 4 người con gái, trong đó thì có con của tôi. Đi ở đường Rạch Giá, đi ra đường về biển Thái Lan đấy chú.
Dạ vâng ạ, vượt ở Rạch Giá, vượt biên năm 89 ở Rạch Giá phải không ạ? Vâng, Dạ. thì khoảng chừng cỡ tháng 5, năm 88, tháng 5 năm 88 thì em ra đi đấy, rồi trong lúc đó thì 39 người, thì mất mất 4 người con gái, trong đó có con một cô nữa. Dạ, bốn bốn người con gái, như vậy là 39 người, mất hết 4 người, thì những cái thông tin đó là những người đã sống sót, người ta đã nói lại phải không thưa cô? Thì còn một người thì trong lúc đó có một lá thư viết cho tôi biết rằng trong lúc đó bị mất 4 người, nhưng còn một đứa nó sống sót. Nó bắt 4 người, một cái sống sót thì bây giờ nó ở bên Buffalo á. Dạ. Nó nói rằng nó bắt á, là trong lúc đó nó bắt là nó đưa lên mỗi tàu một người, thì nó Dạ. thấy như vậy, nhưng mà nó mất trong biển rồi, nó níu được cái bánh xe của cái tàu, rồi nó cứ kéo lên kéo xuống, rồi nó lại dạt vào bờ, rồi nó lại gặp một cái tàu đi ngang, rồi họ vớt nước. Dạ. Hai đứa kia thì mất tích cái chỗ tên. Dạ, dạ Được vâng ạ. nhìn được cái chỗ tìm người thân mừng lắm, nhưng Dạ. mà cũng hy vọng trong đó thì chú trong cái hồi Hồng Nhật Từ người đã giúp đỡ, thì tôi cũng hy vọng lắm, nay là mấy chục năm này chú Tuấn ơi. Dạ vâng ạ, cháu hiểu cảm giác đau xót của cô khi mà không tìm được con gái. Và vâng ạ, và chương trình này hoàn toàn miễn phí, là hy vọng là sẽ giúp ích được cho cô và những khán quý khán giả. Thưa cô Hè, cô có thể cho cháu biết số phone của cô không ạ? Số phone của tôi là 240 240, dạ. 505 Dạ. 3903. Dạ, vâng ạ. Cháu đã có những cái thông tin của cô. Dạ. Nhìn được cái này á thì lại nhớ rồi, lại mấy chục năm nữa chú Tuấn. Dạ, sao ạ? Cho cô có thể lặp lại câu hỏi không ạ? Không, tôi bảo rằng khi mà nhìn được cái chữ mà tìm người thân á, Dạ. thì tự nhiên cái người của mình nó cảm cảm thấy rằng người nào Trở mừng lại. lắm, Dạ, trở hy lại. vọng. Dạ, vâng ạ. À, cháu cũng như là Leader Sàn TV cũng hy vọng là có gì cô Nguyễn Thị Kim Loan hoặc những người bạn của cô Kim Loan có nghe được tin này sẽ liên lạc thẳng tới số phone trực tiếp của cô Hè nhé. Dạ, cảm ơn Tuấn nhiều Dạ nhé. vâng ạ, Cảm cháu cảm ơn ơn nhiều cô lắm. Và và cảm chúc ơn có một Tuấn. ngày được thật đẹp ạ. Dạ. Dạ vâng, theo đó là những câu chuyện rất là cảm động, và trên đường lan Tuấn vẫn nhận được những cú phone tiếp theo ạ. Dạ vâng, xin chào, chương trình Tìm Người Thân xin nghe. Dạ, chào anh Tuấn. Dạ vâng ạ, xin chào chị ạ. Dạ, cho em thì thân em có ba bà chị đi vượt biên năm 87, 88 gì đó. Dạ vâng thưa Dạ. chị, là không biết vì sao mà cái phone nó nghe nó rất là nhỏ ạ. À, có thể nào có chị đọc Rồi, lại được để không ạ? xem sao cho em chút. Dạ. Dạ, được chưa chị? Dạ vâng ạ, dạ vâng ạ, chị cứ đọc đi ạ. Dạ, em tên là Vũ Thị Thùy Nhung, quốc tịch Kiến Giang, người chị đi vượt biên năm 87. Dạ vâng ạ, cô Vũ Thị Thùy Dạ. Vân, tìm ai ạ? Tìm ba bà chị, ba người chị đi vượt biên năm 87. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ, chị ơi, có thể chị đọc từ từ nha, tại vì cái phone nó vừa rất là nghe rất là mờ. Thì chị đọc từ từ, tìm ba ba của chị tên gì ạ? Một người tên là Vũ Thị Hà. Tìm Vũ Thị Hà. Dạ. Một người tên là Vũ Thị Hằng. Vũ Thị Hằng. Dạ. Vũ Thị Thùy Vân. Vũ Thị Thùy Vân. Dạ vâng ạ. Thùy Vân. Dạ Kiều Vân. Dạ vâng ạ. Mất tích đến nay mà không biết là sống chết như thế nào, và có mẹ nào và Phạm Thị Dầu Dạ có mẹ hả, phải không ạ? không? Không, mẹ muốn tìm là Phạm Thị Dầu á, Dạ, sao ạ, muốn tìm ai ạ? Dạ gì Phạm đi gì? tìm ra là chị ấy nói anh người mẹ ở Việt Nam Ồ dạ. và muốn tìm. Dạ vâng, mẹ ở Việt Nam muốn tìm. Dạ. Tên là Phạm Thị Dầu, Dạ. và ba là Vũ Văn Giang. Ba là Vũ Văn Giang. Dạ vâng ạ. Giang, 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 chính phủ Giang. Dạ Vũ Văn, Vũ Văn Vang ạ. Giang, Giang, Vang vẽ đó. V-A-N-G. Dạ, Vũ Văn gì ạ? Vũ Văn Giang, Giang. Dạ vâng. V-A-N-G. Dạ vâng ạ, anh Tuấn nói Giang ạ. À. Dạ. Dạ vâng ạ, là trước đây ở thành phố nào bên Việt Nam thưa cô? Ở Đồng Nai Trang Điền ạ. Ở Đồng Nai. Dạ vâng ạ, xin cho biết số phone của cô ạ. À. 8714 714. Dạ.
tới 7, 8, 9. Dạ 714 là gì nữa hả? Tên cha là Vũ Văn Giang chứ không phải là Giang Lên Tấn. Dạ Vũ Văn gì ạ? À? Dạ có thể đánh vần được không? Vang V. V dạ. V chứ không phải là V ạ. V. Dạ. Dạ. V E M G. V E N G Vũ Văn Ven. Dạ. Dạ. Ồ dạ vâng. Dạ dạ. Dạ vâng ạ, số phone của cô. Dạ số phone của cô một lần nữa ạ. Dạ 714. Dạ. 363. Dạ. 6789. 6789. Dạ vâng ạ, Tuấn đã có những thông tin của cô. Tên là Vũ Thị Thùy Vân. Dạ, Vũ Thị Thùy Vân. Dạ. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn cô ạ. Và Tuấn sẽ loan báo này trong những chương trình sắp tới nhé. Dạ. Dạ, Vũ Văn Ven. Dạ, Ven. Vang. Vang. Dạ, đúng rồi, dạ. Vang, dạ vâng. Dạ, dạ đúng rồi, cảm ơn. Dạ vâng ạ, dạ vâng ạ, xin cảm ơn cô. Dạ, dạ, dạ. Dạ vâng ạ, dạ vâng ạ, xin chào ạ. Dạ vâng thưa quý vị, theo đó tiếng Việt chúng ta cũng rất là phong phú. Nhiều lúc gọi một cú phone mà nghe số phone nó không có rõ thì nhiều lúc tên nó cũng sót hay những cái số phone nó cũng sót. Nếu như mà có những cái thông tin gì bị sai thì xin quý vị cảm phiền cho. Và nếu như quý vị được thì quý vị hãy gọi vào đài để sửa những cái chữ cho nó đúng. Và ít phút còn các thương mại thì anh Tuấn sẽ trở lại với quý vị khán thính giả và mở cái đường line trực tiếp để quý vị có thể gọi vào. Xin mời quý vị đợi anh Tuấn trong ít phút nữa.